Xin thầy hướng dẫn cho biết phải luyện và làm cách nào để trung ấm thân bình tĩnh, minh mẫn, nhìn rõ và phân biệt được các vị thần, vị thánh, dòng tộc và đối phó trước hoa tiêu giả để không bị nhầm lẫn, trả lời rõ ràng, to rõ, xử lý thông minh kịp thời được ạ. Bây giờ kinh nghiệm này thì có gì đâu, ta ban đầu sẽ dạy mình là thanh tịnh rỗng lặng hằng tri, coi vậy thôi. Khi nào mình đạt được cái thanh tịnh rỗng lặng hằng tri là cái kia nó đi vét ra, nó không vô được. Nó cái đó là cái thuật. Ngày xưa ban đầu người ta nói về thanh tịnh rỗng lặng hằng tri, nhưng mà ngày xưa không sử dụng được, mà bây giờ cái tánh này là phải sử dụng trong lúc trở về Phật giới, hoặc là trong ở thế gian này mà nó đụng chạm cái gì thì phải là thanh tịnh rỗng lặng hằng tri thì nó mới xóa được cái thế giới vật lý này. Còn nếu mà con không hiểu công thức này thì không xóa được cái thế giới vật lý này được. Rồi con hỏi tiếp đi.